Hoa không nghĩ là có một cái khái niệm gọi là cuộc đời hạnh phúc. Tại vì hạnh phúc thì thật ra là người nào cũng có và luôn luôn ở đó rồi, chỉ có là có nhận ra hay không thôi. Cái này là chắc từ nhỏ luôn rồi đó. Sau này khoảng cấp 2 hay cấp 3 gì không nhớ rõ, xem cái phóng sự về Võ Trọng Nghĩa, thì cái đó là cái gọi là truyền cảm hứng cho mình thật sự hiểu cái nghề kiến trúc sư nó là gì. Cho nên lúc đó thì mới quyết định là thi kiến trúc á. Mẹ khóc và nói rằng là mọi người sẽ không hỗ trợ cho cái chuyện đó, mẹ sợ mình vất vả. Cái thời điểm mình bắt đầu bước chân vào nghề, mình nghĩ quan trọng nhất là cái sự dấn thân. Mình phải hy sinh rất là nhiều thứ, bởi vì cái tuổi trẻ mình chưa có đủ kinh nghiệm, chưa đủ cái nhạy cảm với nghề á, tức là mình lao tới mà không biết trước là ở đằng trước nó có cái gì hết, thì cứ đi thôi. Bất kỳ cái gì cũng có thể làm được. Có nghĩa là mình nghĩ ra cái gì thì cái đó cũng có thể được xảy ra, cho nên là nó không có một giới hạn nào cho cái sức sáng tạo hết. Điều mà Thoa cảm thấy tâm đắc nhất trong lúc làm nghề, cũng giống như là cả một cái hành trình mình học và mình đi đến với kiến trúc á, khi mà mình thật sự đặt cái đam mê hoặc là cái sự tập trung của mình vô đó, thì mình có cảm giác như là mình đã biết trước là cái công trình đó nó sẽ như thế nào. Lợi thế của nữ so với nam giới trong cái lĩnh vực này thật ra cũng có. Với Thoa thì nó là cái khả năng hiểu được người khác của người phụ nữ, cho nên là họ sẽ nắm được tâm lý khách hàng và hiểu được nhu cầu của khách hàng dễ dàng hơn so với nam giới. Và ngoài ra thì cái trực giác của người phụ nữ sinh ra nó cũng có phần là tốt hơn. Phụ nữ mà làm trong cái ngành này, cái từ quan trọng nhất đó là cân bằng. Thì hiện tại là mình làm kiến trúc và mình cũng học trở thành một giáo viên Montessori để mình xây dựng trường và là một tình nguyện viên. Thì ba công việc đó nó chỉ là công việc phụ, còn công việc chính của mình lại là làm mẹ. Thì cái ngày mình sinh con đó là 1 tháng 4 năm 2020, đó là ngày đó là ngày bắt đầu giãn cách toàn xã hội á, Covid. Tức là mình vừa gặp vấn đề về sức khỏe, vừa gặp vấn đề về kinh tế. Cái khủng hoảng đó nó khiến cho mình cảm thấy mệt mỏi. Thì nếu như vậy, cái vấn đề nó vẫn là nằm từ ở bên trong mình, và mình muốn tìm một cái giải pháp để có thể giải quyết được vấn đề bên trong mình. Thế là hai vợ chồng mình đi học. Hóa ra đó là một cái lớp về học về kỹ thuật thở và thiền, đồng thời có những cái kiến thức rất là căn bản để làm sao mà mình sống tốt hơn á. Thì chỉ sau 3 cái buổi học, mình đã nhìn cái thế giới của mình nó hoàn toàn khác, và cái đó là cái dấu mốc cho mình thay đổi mọi thứ. Thì nó làm cho tâm trí mình rõ ràng, làm cho con tim mình nó trong sáng, và vì thế cho nên là mình hành động mọi thứ nó chỉ cần theo tự nhiên thôi. Dùng từ hài lòng nó thậm chí là nó còn không đủ. Tức là mỗi ngày một buổi sáng thì mình đều cảm thấy rồi sao mà mình may mắn quá vậy. Tức là ngày nào mình cũng nghĩ như thế. Mỗi khi mà mình chỉ cần tĩnh lặng lại một chút á, thì mình nghĩ là tại sao mình lại may mắn như vậy. Cho nên nó còn trên cả hài lòng. Trong cái lĩnh vực này thì có thể đôi khi nó sẽ không được công bằng lắm. Cái điều mình nói không công bằng ở đây đó là mọi người không nhìn vào cái năng lực của mình, mà thường mọi người sẽ nhìn vào giới tính, và nó sẽ gây ra cho chính cái người nữ kiến trúc sư đó cái sự hoang mang rằng là vậy thì năng lực mình có thực sự có hay là không. Tức là cái khả năng tự đánh giá năng lực của mình nó bị ảnh hưởng bởi cái việc là mọi người nói rằng là mình có thể nhận được cái công việc đó bởi vì mình là nữ. Cứ tự tin và cứ là chính mình thôi, cái công trình nó sẽ nói lên được là mình có năng lực hay là không, mà mình không cần phải nghĩ quá nhiều về những chuyện khác, nên cứ là chính mình thôi.